Anh Dũng cho em hỏi một tí ạ. Vũ ơi, em hỏi đi. Vâng, tức là khi mà mình bắt đầu build một cái phòng marketing, trong khi là bắt đầu là chưa có một phần nào ở trong đó cả, chưa có một bạn nào trong đó cả, thì cái vị trí đầu tiên mà mình cần build là vị trí nào anh? Thực ra đây nó sẽ tùy thuộc vào đặc thù của doanh nghiệp, nhưng mà anh sẽ nói cho em những trường hợp như này. Nếu như trường hợp đẹp nhất mà doanh nghiệp người ta có nguồn lực ấy, trường hợp đẹp nhất thì anh gọi là thượng sách, trung sách và hạ sách. Đấy, thượng sách thì đầu tiên em sẽ tuyển được một bạn lead lead về marketing, em hình dung không? Vâng. Đấy, một bạn lead về marketing. Từ bạn lead marketing đấy thì sau đó mình sẽ tuyển những vị trí ở đây nhá. Anh lấy ví dụ một mảng bên anh chẳng hạn, cái mảng này anh mới start vào tháng 6 năm 2021 ví dụ vậy. Ví dụ trường hợp thượng sách thì em sẽ tuyển được gì ạ? Em sẽ tuyển bằng team được các bạn leader luôn, em hình dung không? Vâng. Đây thượng sách. Còn thường hợp thứ hai em chưa tuyển được bạn leader thì em sẽ tuyển được những bạn ví dụ như là về về bên dưới, ví dụ một team mà chuyên về phụ trách về website chẳng hạn, về sale, một team mà chuyên về convert tức là quảng cáo, em hình dung không? Vâng. Đấy, Facebook ad của content quảng cáo này, content này, một bạn là chuyên về viral, viral trên nền tảng của có thể trên YouTube này, trên nền đấy trên trên nền tảng của Facebook hay nền tảng của TikTok, em hình dung không? Đấy Vâng. thì tóm lại là đối với anh ấy, thượng sách là mình tuyển được lead trước, sau đó mình tuyển nhân viên sau. Còn nếu như kiểu như mà trung sách thì mình sẽ tuyển, ví dụ mình sẽ tuyển được ví dụ như các bạn lead ở từ bên dưới này, sau đó mình tuyển bạn leader sau. Còn hạ sách thì mình phải tìm là tuyển những người nhân viên để làm việc trước, em hiểu không? Sau tuyển lead dần dần. Đấy. Vậy nếu như mà mình chọn hạ sách thì cái chuyên môn của bạn ấy thông thường nên là content hay là về quảng cáo hay là về gì anh? Em mới quan trọng là mục đích của em là gì. Ví dụ như của em tập trung một quảng cáo thì em sẽ phải tuyển một bạn, ví dụ một bạn chuyên về content về convert, em hiểu không? Chuyên viết content quảng cáo, và một bạn ví dụ Facebook ad hay Google ad hay gì đấy, hay là đấy, em hình dung không? Vâng. Quan trọng là mục đích của em là gì thôi. Thì sơ đồ của marketing nó sẽ như vậy. Đấy, đây là một bạn máy sẽ có tìm marketing cho bạn này. Em biết bạn nào không nhỉ? Anh có khoe bao nhiêu lần rồi? Đúng rồi. Thì bạn này khi máy sẽ tìm marketing cho bạn này thì đầu tiên là anh sẽ tuyển cho bạn là anh tuyển gì? Anh khi tuyển marketing cho bạn ấy là anh sẽ tuyển cho bạn ấy đầu tiên là anh chưa tuyển được lead luôn đâu, mà anh tuyển cho bạn ấy một số bạn nhân viên trước, sau đó sau đó bảo anh đào tạo lead cho bạn ấy. Đấy thì trường hợp của bạn này là anh chưa tuyển được lead ngay, mà đầu tiên anh sẽ tuyển cho bạn đầu tiên là mấy bạn chuyên viên liên quan về editor này, như chuyên về viral này. Đấy, sau đó anh mới tuyển lead, thì sau đó anh sẽ đào tạo một bạn mà có sẵn ở trong bên bạn đấy, bởi vì thực ra lead nó cũng chưa phải là lead, nhưng mà đấy, anh đào tạo. Thì cái team marketing ở bên này bây giờ khoảng 20 người rồi. Đấy, thì là anh sẽ chưa tuyển lead ngay thì anh sẽ tuyển nhân viên trước, em hiểu không? Vâng. Thượng sách là mình sẽ tuyển leader trước, sau đó mình tuyển nhân viên bên dưới. Trung sách là mình sẽ phải tuyển song song cả leader và cả nhân viên. Tóm lại thì nếu là nhân viên trước thì tuyển leader sau, còn hạ sách là mình phải tuyển nhân viên trước và chán chê xong mới tuyển được leader. Đấy thì đây là một trường hợp thứ hai là bạn trường hợp này là anh cũng tuyển cho bạn đây, nhưng mà trường hợp là anh tuyển được lead luôn. Như cái trường hợp của bạn Đỗ Kiến Biến này thì những bạn đầu tiên là làm về chuyên môn là gì anh? Bạn chuyên môn thì đầu tiên là bạn phải tập trung vào đầu tiên là các bạn team đầu tiên là cái team mà liên quan về content về bán hàng, em hiểu không? Vâng. Bởi vì bên bạn hệ thống đại lý mà hệ thống đại lý của bạn là content về bán hàng, và hệ thống đại lý của bạn là content về bán hàng thì anh mới vào anh nhận thấy một điều là bạn đã có khoảng 10.000 sale bên dưới, nhưng mà không có ai sản xuất content để cho 10.000 sale để lấy content bán hàng. Đấy thì vào anh nhìn thấy một phát anh thấy là gì, phải tập trung ngay để cái đội content bán hàng để cho toàn bộ hơn 10.000 sale bên dưới. Thì khi mà anh bắt đầu anh lúc anh vào là doanh số của bạn là công ty bạn chưa có phòng marketing thì doanh số nó khoảng độ 30 tỷ một tháng, thì sau khoảng có mấy tháng sau doanh số của bạn tăng lên 85 tỷ một tháng, còn bây giờ thì chẳng có sấp xỉ khoảng 200 tỷ một tháng. Đấy thì sau anh xem đâu Yến xong thì một bạn tiếp theo bạn hỏi anh là bạn Hoàng Kim Ngọc. Đấy, bạn này thì anh tuyển cho bạn là được lead luôn, tuyển được lead marketing và một loạt các nhân viên bên dưới, em hình dung không? Vâng. Còn bên bạn Yến thì trước khi mà anh rời hệ thống thì anh bảo rồi, bây giờ để anh bảo là bây giờ tao để mày không phụ thuộc vào tao và tao sẽ tuyển cho mày lốt phòng nhân sự. Bởi vì bạn Yến bạn rất là hào phóng, em hiểu không? Đấy, anh bảo bây giờ tao đi, tao sẽ rời tao tuyển cho mày phòng nhân sự để mày có thể tự chủ động mày tuyển dụng và đào tạo. Thế là anh tuyển cho bạn nên một cái bạn bây giờ bạn vẫn làm, bạn là lead phòng tuyển dụng, bạn tên là Nga. Đấy, nói chung đội rất là thiện chiến. Vâng. Nó giống như kiểu em biết quốc đúng không nhỉ? Vâng, từng Đấy quê.
Đấy thì Quốc khi mà Quốc có học học về tuyển dụng của bên Anh, học về đào tạo thì Quốc đã cải tổ toàn bộ cái công tác về mặt tuyển dụng đào tạo. Ngày xưa là suốt ngày than phiền là em ở Đà Nẵng nhưng mà em bây giờ em không tuyển được người anh ạ, hay là nguồn nhân lực nó hạn chế. Nhưng mà tư duy ấy không đúng. Bắt đầu Quốc một hành trình là xây dựng thương hiệu cá nhân, đào tạo liên tục. Đấy, khi mà đào tạo thì bắt đầu mình đào tạo thỏ trắng, như thế thì Quốc giải quyết được toàn bộ cái vấn đề về mặt là tuyển dụng của mình, xây dựng được thương hiệu và quan trọng bạn còn gọi được cả vốn luôn. Vâng. Anh cho em hỏi thêm, ví dụ như là cái bạn Yến vừa rồi bạn thấy không có chuyên môn về marketing, vậy thì khi mà bạn ấy tuyển dụng vào thì em ơi anh hỗ trợ bạn ấy, anh hỗ trợ bạn tuyển dụng ấy, tức là anh đào tạo luôn cho các bạn marketing làm việc đúng không? Thì bên anh có một cái dịch vụ là HRBP, tức là anh chỉ set up cái team, cái việc tuyển dụng cho các nhóm anh coaching thôi. Tức là bên anh có một dịch vụ, bởi vì thực ra ấy, cái việc tuyển dụng nó rất là vất, bởi vì cái tiêu chí tuyển dụng bên anh rất là cao ấy, nên anh sẽ đứng vai trò là bên anh có một team là HRBP, tức là cái team mà tuyển dụng mà cứ giống là kiểu headhunt cho các doanh nghiệp ấy. Nhưng mà cái này anh chỉ làm cho cái nhóm mà anh coaching thôi. Đấy thì anh làm như vậy thì thông thường anh sẽ tập trung xếp trong khoảng 1 đến 2 tháng là sẽ xong. Em hiểu gì đúng không? Vâng. Đấy, 1 tháng sẽ xong. Và tính ra khi mà mình build một phòng marketing thì bản thân của leader, bản thân của giám đốc cũng phải biết về marketing anh nhỉ. Nếu như mà không thể nào tiến lead được. Có hai cái key để thành công. Thứ nhất sếp phải biết về marketing, nhưng cái key quan trọng hơn nữa là sếp phải rất giỏi về nhân sự. Em hiểu không? Vâng. Cực giỏi về nhân sự, đây là hai cái key thành công. Ví dụ như bên anh thì anh có thật là gì về marketing thì mọi ngóc ngách ở công ty thì mọi người không thể gọi là chính xác là không thể qua mặt được sếp, đây là điều chắc chắn luôn, bởi vì sếp là quá là sành về marketing rồi. Điều thứ hai nữa là vấn đề gì, là sếp là người rất mạnh về nhân sự, việc tuyển dụng đào tạo sếp đội nhóm thì anh có thể sẽ cực nhanh luôn. Đấy. À. Thì có hai kỳ muốn mạnh là tích sắp từ vòng marketing thì phải là, thứ nhất là marketing chuyên sâu, và thứ hai là về nhân sự, tuyển dụng đào tạo là phải giỏi, tuyển dụng đào tạo và giữ chân nhân tài đấy. Như bên anh, bè các bạn lead marketing thì anh chia thật là gì, là bên anh ấy, là anh không có giới hạn năng lực của các bạn vào bên anh ấy, học marketing kè ga luôn, học kè ga luôn, không bao giờ đấy, học mãi không hết luôn. Mà bên anh có nhiều dự án đấy. À. Anh có một quan điểm là gì, vào chúng mày thích học thì học, chán chê thôi. Đấy, nếu như mà vào 2 năm làm việc mà thấy mình vẫn dốt thì lỗi thứ nhất là chỉ có hai trường hợp thôi. Thứ nhất là gì ạ? Là do mình không chịu học hỏi. Hoặc thứ hai là mình có ông sếp ông không cho mình một cơ hội để học hỏi. Đấy. Thì phải đi nơi khác mà tìm việc thôi. Như bên em cũng set up một team nhân sự cũng khá là ok. Xong thì tuyển marketing vào thì bản thân em cũng phải đào tạo cho các bạn từ content cho tới mindset. Nhưng mà em sẽ phải có một tư duy là em đóng gói kiến thức nhé. Anh lấy ví dụ này mà marketing mà anh đóng gói như này, nhưng mà cái này anh không có thời gian đi đào tạo. Anh chỉ là anh chẳng thời gian đi đào tạo, anh bận quá. Đây thì nó gồm các kiểu như này, marketing này, anh đóng gói hết trong hệ thống. Đấy, anh đóng gói hết trong hệ thống. Như từng cái là từng module này. Từng module. Mỗi một cái này anh có thể đào tạo 2 ngày. Ít nhất phải tầm ngày, ngày rưỡi đến 2 ngày. Trong cái này nếu như mà một người mà ngoại đạo anh, một người làm sếp đi, thì không thể, chắc chắn là không thể nào mà học hết toàn bộ cái này rồi. Đúng thì rồi, nếu như mà bây giờ anh cho em một hai cái module nào đó để mà em cần học sâu, thì anh khuyên là nên học về cái gì anh nhỉ? Anh nghĩ là có hai cái bởi vì ấy, đa số các doanh nghiệp là nhỏ thì doanh nghiệp sẽ đi lên, thực ra ấy, nó có cái key quan trọng nhất ấy. Cái key quan trọng nhất anh nghĩ là vẫn là câu chuyện là có thể mình không biết chuyên môn nhưng mình phải rất giỏi về nhân sự. Thì key đầu tiên anh vẫn là nói đầu tiên vẫn là vấn đề về nhân sự, từ thu hút tuyển dụng đào tạo giữ chân được người tài trong doanh nghiệp, đấy là key quan trọng nhất, em hiểu không? Vâng. Ví dụ như bây giờ anh hỏi là Lưu Bị có làm sao có đúng không, hoặc là ví dụ đơn giản như Tôn Quyền chẳng hạn, có cần phải giỏi võ đâu, em hiểu không? Vâng. Có cần phải giỏi võ đâu, có cái ông giỏi võ ông chiến đấu hộ mình chứ. Đấy thì quan trọng nhất là nhân sự, đã là leader là lãnh đạo thì cái đầu tiên phải giỏi là giỏi về nhân sự. Tức là mình tạo môi trường, mình tạo văn hóa cho các nhân sự phát triển. Còn thứ hai mới cần đến những cái kiến thức chuyên môn và nền tảng. Và nếu mình có kiến thức chuyên môn nền tảng thì ok thì tốt, anh em mình đúng không? Vâng. Đấy, thì cái đầu tiên anh nói vẫn là vấn đề nhân sự. Đấy, còn nếu như ai muốn học về marketing thì anh nghĩ là phải học những thứ căn bản nó liên quan đến về nghiên cứu thị trường này, về chiến lược mô hình marketing tổng thể này, em mình đúng không?
Vâng, em có. Nói về một số module căn bản nhé, về chiến lược mang tổng thể này, thương hiệu khách hàng bắt buộc này, nghiên cứu phát triển sản phẩm này, khác biệt hóa này, một phần liên quan về quảng cáo, em hình dung không? Vâng. Đấy là những thứ thế thôi. Có những thứ còn lại thì anh nghĩ là có người khác để hỗ trợ. Ừ, vâng ạ. Những phần Ok, liên em quan cảm ơn về Dũng. một này, Vâng. hai này, ba này, bốn này, một phần về quảng cáo đó, năm là thế thôi. Có những anh nghĩ là những phần khác mình có thể tự ấy được, có các bạn chuyên gia hết. Ok anh. Ok, chắc là mời một số bạn khác đặt câu hỏi nha. Em chiếm sóng hơi nhiều. Mình có thể mời người khác đấy được mà em. Vâng. Ừ. Ok, cảm ơn anh ạ. Mình ba đầu sáu tay không làm hết được đâu, chỉ cần giỏi một số thứ nền tảng thôi.